Ông gã đấy, ông đi trước đi. À, đi ra đây à? Cắm trại đây có cái gì không anh? À, có thác to thôi. À, có thác rồi, cắm trại có gì? Đi hơi vất đấy. Ở trong có khoảng 25 xe đấy anh ạ. Đi từ đây 25 xe nữa. Vâng. Ôi ạ. 25 xe nữa. Đi nhiều thế. Sao có mấy khúc phố kiểu đường nó hẹp đến cẩn thận cảnh ấy. 26 à? Đi đây anh nào ơi. Ở đây còn 25 xe nữa đang ra đấy. Đợi em đi. Ở đi đâu? Tránh nhau là nó đi khỏi rồi. Ui giời ơi. Đồng thế. Bao giờ? Đừng phanh trước anh Nam à. Đừng phanh trước, hạn chế phanh trước rồi. Ôi, ăn xịt mèo rồi. Lên đi, lên đi. Giống như đi ruộng về này. Đi nhá. Dạ. Lên đi. Giờ mới lên à? Giờ xuống. À, giờ xuống. Tối ngủ trên bản mà. Lạnh lắm, lạnh lắm. Lạnh lắm. Đường to như thế mà không đi trước đi. Ví dụ à? Em quay em phải đi sau đi. Đấy, cái đường làm cái gì?
này muốn tạo hình đấy. Quay tí nữa được. Như cầu cạn. Cái gì thế em? Xuân kéo xe nó kìa. Xuân kéo nó đồng vải kìa. Còn sau còn nhiều xe không anh? Hình như 27 xe chứ phải còn 25 xe nữa. 25 xe phải còn chục xe nữa nhỉ. Xuống đi. Xuống đi anh, xuống đi. Gần đến nơi rồi cơ. Gần đến rồi. Tối lạnh không anh? Không, tối bình thường. Ai đông người này. Vào nhá, vào đồng hành anh. Đâu đồng hành nó 4 người. Cố lên anh ạ. Đồng hành đi dễ hơn. Thế là bắt ôm ở nhà. Đi à. Có mỗi chỗ này thôi gì? Dưới hết. Sao đây nó đỡ khó hơn rồi. Ờ. Anh lít à? Du mục à? Du mục sớm nhất. Đó rồi, không lên rồi. Cứ thả mạnh ngay em, trôi đi. Cứ thả trôi đi anh Nam ơi, đừng có phanh trước anh Nam ơi. Đừng phanh trước. Lùi đi anh ạ. Bỏ hẳn bên đá ra, bê hẳn bên đá ra.
hãng còn vặt được hòa nữa. Vặt đéo thì tẹo ấy, có gai nó quặt qua mặt đấy. Chúng nó đi hai vãi cứt. Xe lên à?
đâu thích cái đường này đâu, nhọc lắm. Nhọc lắm. Nhọc lắm. Đi đi. Nghe được cút, đang còn đi bộ một đoạn nữa không ạ? Mẹ nước chảy suối ấy. What the hell? Đường vào thác đi đường nào ấy nhỉ? À, chị ơi, đường vào thác đường nào ấy? Chị ơi! Em hỏi cái đường vào thác đi đường nào nhỉ? Không biết đâu. Không biết đâu. Đi đi. Mày cướp sương mù ấy.
bãi đâu rồi?